Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày cuối năm, do nhu cầu của thị trường tăng cao khiến tình hình buôn lậu càng trở nên phức tạp với số lượng lớn. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có biện pháp tổng thể, quyết liệt nhằm ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn này. Vào cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng cao nên tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng gia tăng. Vì vậy, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm càng trở nên phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, tập trung kiểm tra các điểm nóng của các lực lượng chức năng. Với những thủ đoạn tinh vi, chiêu thức khó lường, nhiều chuyến hàng từ bên kia biên giới vẫn thẩm lậu vào thị trường nội địa, khiến các lực lượng chức năng phải gồng mình đối phó. Ngoài việc đưa hàng bằng xe qua các cửa khẩu chính ngạch, tại các đường mòn, lối mở, các đầu nậu cũng không quản ngày đêm thuê vận chuyển hàng lậu để tiêu thụ dịp Tết. Thì tình hình buôn lậu qua tuyến biên giới hiện nay thì các đối tượng là sử dụng là các cái loại phương tiện xuồng rồi vận chuyển các cái ngõ ngách nhỏ lẻ để đưa vào nội địa để tiêu thụ. Thì đội quản lý thị trường số 1 cũng đã tiến hành là cũng nhiều cuộc kiểm tra và cũng đã có bắt giữ với số lượng lớn. Các đối tượng đã cũng nhất là cái nơi tập kết phát hiện được nhiều vụ là vận chuyển trên các cái xe giấu, cất giấu, ngụy trang với nhiều hình thức. Những ngày này tại một số khu vực cửa khẩu vùng biên như Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã trở nên nhộn nhịp. Đây cũng là lúc hàng lậu len lỏi vào thị trường nội địa. Điển hình là mới đây, qua sự phối hợp của lực lượng biên phòng Móng Cái, lực lượng hải quan và quản lý thị trường, đoàn đặc nhiệm miền Bắc của Bộ Quốc phòng đã tiến hành bắt giữ và tịch thu tang vật bao gồm 92 chiếc điện thoại, 28.500 bao thuốc lá, 6.500 tấn quần áo. Theo lực lượng chức năng, đối tượng buôn lậu đã lợi dụng đường mòn, lối mở tự phát ở vùng biên, khu vực bờ sông biên giới Ca Long để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới với nhiều nhóm mặt hàng có lợi nhuận cao, đặc biệt một số cư dân sống ở trên các đò sắt ở sông biên giới Ca Long, Móng Cái vẫn sống nhờ vào vận chuyển hàng lậu, khiến cho lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong xử lý. Đặc biệt vào những dịp giáp Tết thì tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là hoạt động buôn lậu thì càng diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi hơn. Với những đặc điểm tình hình ở trên biên giới có những khó khăn trong công tác triển khai lực lượng để phòng chống các hoạt động trên. Đó là địa bàn quản lý là khu vực biên giới thì có nhiều đường mòn rồi lối mở dân sinh cho nhân dân xuống bờ sông biên giới. Các đối tượng đầu lậu thì là lợi dụng cái chính sách mua bán trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu đối với cư dân biên giới đã thuê nhân dân xé lẻ sách các hàng hóa qua cửa khẩu, sau đó tập kết và tìm cách vận chuyển vào sâu trong nội địa. Để đẩy lùi vấn nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đang gần đến, Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Về phía cơ quan chức năng, lực lượng quản lý thị trường cũng đề xuất chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng ở các tỉnh biên giới cần có ngay kế hoạch phối hợp với các nước bạn để phát hiện những thủ đoạn mới giúp phòng chống buôn lậu đạt hiệu quả hơn.